Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống Phố Núi. Và ngay bây giờ, mình xin gửi đến quý vị và các bạn một tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ngáo đá dùng dao đâm tử vong. Theo thông tin mới nhất mình cập nhật được trên báo Việt Nam Net, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khống chế và bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá cầm dao đâm tử vong chính là em rể của mình. Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 18 tháng 2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Trưng Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng nghi ngáo đá. Đối tượng này đã đâm tử vong một người, tự đốt xe máy và vẫn đang uy hiếp nhiều người khác trong gia đình. Trung tâm 113 đã cử ngay tổ công tác gồm Thượng úy Nguyễn Trọng Nghĩa, Lý Nhật Phương và Bùi Ngọc Bắc xuống hiện trường. Thời điểm tổ công tác có mặt, cảnh sát xác định đối tượng là Dương Quang Bình, sinh năm 1977, ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng. Sau khi tự đốt xe máy của mình để trước cửa nhà, đã phá mái tôn trên mái, trèo sang nhà em gái bên cạnh. Lúc này, Bình đang cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ. Một nạn nhân đã bị đối tượng đâm tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1978, ở số 14 ngõ 609 Bạch Đằng. Anh Vũ Mạnh Dũng là phó trưởng đoàn nhạc kịch Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Nạn nhân đồng thời cũng là em rể của nghi phạm. Tổ công tác đã nhanh chóng lao vào khống chế Bình. Thượng úy Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp tước dao, quật ngã đối tượng để đồng đội che chắn và nhanh chóng sơ tán các nạn nhân gồm người nhà và hàng xóm xung quanh đang bị Bình uy hiếp. Hiện đối tượng Bình đã bị tổ công tác 113 Công an quận Hoàn Kiếm khống chế đưa về Công an phường Trương Dương. Nhịp Sống Phố Núi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.